Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bê Quý Thành. Này anh Bê Quý Thành ơi, anh có biết là dạo này cái con quái vật bồn cầu nó rất là viral ở trên mạng không? Cái con Skibidi Toilet đúng không? Đúng rồi, em thấy chỗ nào cũng có video của nó luôn. Anh thấy các bạn bình luận bảo anh ơi reaction về cái con quái vật đấy đi, nó hay và buồn cười lắm. Được rồi, vậy trong video ngày hôm nay mình sẽ làm điều đấy. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh cho bọn mình và hãy xem quảng cáo nữa nhá. Còn bây giờ đi xem thôi, có gì hay mà các bạn yêu cầu mình xem nhiều thế. Rồi, đây là video đầu tiên. Một cái nhà vệ sinh, sao lại treo cái ảnh bà gì này, há mồm hốc lên này. Cảm giác như bà này kiểu vẻ mặt đáng sợ, hay là đang đi toilet thì gặp quái vật xong kiểu đấy, kiểu thế. Thế thì cái bồn cầu này sẽ biến thành quái vật. Chắc chắn luôn, em nhìn nó đen đen bẩn bẩn em biết ngay. Đấy, thấy chưa, nó lòi lên một cái đầu, thấy chưa. Hello. Nó chui một cái đầu từ cái lỗ xả nước lên, kinh quá. Ôi, kiểu tóc của cái con này giống hệt tóc Baby Thành. Cái gì nó khác đúng không? Nhưng mà mặt nó khác. Giống quá giống luôn. Mặt nó khác. Nó đang hát đấy các bạn ạ. Không hiểu sao nó chui được người từ dưới đây lên. Thế thân người của nó chính là cái bồn cầu à? Chắc chắn luôn. Úi dồi, nó là còn thế này nữa các bạn. Không phải nó thế này này. Mà lắc thế này. Hơi. Chúng ta đang ở trên sân thượng của tòa nhà cao tầng. Ở trên đấy có hai tên cameraman. Nó đang nhìn cái gì bên dưới ốc? Nó có bảng điều khiển. Ôi, một con quái vật bồn cầu siêu to khổng lồ. Và hình như nó có cả một đội quân các bạn ạ. Nó bấm nút. Bấm nút thì có cái gì trên này đây? Một cái thiết bị gì đấy, hình như là muốn tấn công cái bọn quái vật bồn cầu ở dưới, tiêu diệt bọn đấy. À, vậy là cameraman một phe và bồn cầu một phe. Quá chuẩn luôn. Đối thủ đối đầu. Đúng rồi. Rồi. Ui, nó bắn đạn được. Ui, xin vĩnh biệt bồn cầu. Một bầy bồn cầu luôn. Anh thấy có cả bồn cầu chân nhẹ luôn. Anh bảo nó bay màu hết không? Chả bay màu hết à? Ui, không, nó không bay màu bạn ơi. Nó vẫn còn các bạn ơi. Ui, bồn cầu chân nhẹ đấy. Bồn cầu cánh máy bay luôn. Rồi chạy à đây. Hết rồi. Bên này ơi, con này nó to quá à. Rồi xong luôn. Này thì trêu quái vật bồn cầu. Đúng rồi. Bọn này rất đông và nguy hiểm đấy. Ốc xem này, nó đang ăn thịt người đây này. Ôi, nó ăn thịt người đâu, nó ăn thịt cameraman thôi. Mình khi tiêu diệt con này mình phải nhấn nút xả nước bạn ơi. Nhiều đầu quá. Nó nhiều đầu quá, cái bồn cầu con này, quái vật bồn cầu quá nhiều đầu. Trông cực kỳ ngầu. Cực kỳ ngầu thì trông ghê quá. Ui, quay. Ui, cameraman này ngầu quá. Ui, cứu nhau, đồng cứu đội nhau. Cứu nhau. Một đội quân luôn. Cameraman khổng lồ. Không, đầu loa. Đầu loa, ôi đầu loa. Vậy sao Đây này. Đấy, quá ghê luôn này. Lúc đầu là mấy bạn này bị tấn công, nhưng mà sau có một đội quân đến lật kèo luôn. Vậy là sẽ có 3 phe, cameraman và đầu loa là một phe, còn bồn cầu là một phe. Bồn cầu nó như kiểu quái vật đấy, còn mấy người kia giống như kiểu là người lính hay là vệ sinh bảo vệ thành phố. Rồi đi xem video tiếp nha các bạn. Này lại một đội quân nữa đi này ông này. Mà em thấy bồn cầu nhiều đứa chết rồi, rơi liền chứ. Ui, nó rút ra, nó rút cái rút cái đầu ra khỏi cái bồn cầu. Đây là một anh cameraman siêu to khổng lồ nha các bạn. Luôn. Một mình anh chấp mấy con bồn cầu lính. Đây là bồn cầu tướng quân. Bồn cầu người lính kinh thật đấy các bạn ạ. Lại còn hát. Ủa cái gì ấy? Nó đập một phát vỡ luôn cả đất kia kìa. Ôi lại đây bồn cầu gì nữa. Ôi nhưng mà cameraman đá bay lên tòa nhà luôn. Con bồn cầu người lính hình như là bị cameraman đập bụt phát vỡ nổ luôn. Những cái mảnh vỡ của cái con đấy. Sút bay phát nên nổ bụng đổ tung. Chân nhẹ. Chân nhẹ nè. Ủa nó bóp này. Ôi ngầu quá các bạn ơi. Ok. Like, subscribe cho kênh Bê Quý Thành đi. Ôi con này uy tín nhỉ. Con này phải gọi là Titan camera rồi. Con nó có cả cái đèn đây này, cái lỗ là đèn đây này. Ok. Nhìn thấy gì không? Lại là con một đấy, nó nuốt cameraman. Lại là một trận chiến giữa những cái con quái vật với nhau. Bồn cầu xe tăng có cả phun súng phóng lựu. Anh quá mệt mỏi luôn, bây giờ có cả bồn cầu xe tăng nữa, chịu luôn đấy. Mình sang chấn tâm mình. Rồi. Rồi. Bị đen à? Đây những anh cameraman này quá nhỏ luôn. Đây không phải cameraman mà là loa speaker. Speaker là không phải mặc vest mà mặc mỗi sơ mi. Đây. Wow. Đây con này là gì? Cụ của speaker. Titan speaker. Titan speaker. Một con bot rất là to.
và nó có nhiều loa các bạn ạ. Ui, bọn này tấn công từ trên tòa nhà trên cao nhất nhảy xuống. Ui, speaker xả nước con kia luôn. Rồi trèo lên này, bóp luôn. Ôi chết rồi, speaker bị kiểu giật ở mặt. Đây này, thấy không? Hỏng rồi, bị hỏng rồi. Bị mấy đứa ở trên tòa nhà kia đổ nước bồn cầu và loa, thế là loa bị chập điện. Đúng rồi. Thật là mệt mỏi. Chập rồi các bạn ơi, chập rồi. Ui, gì đấy? Bị chập rồi phát điên bắn linh tinh. Bắn linh tinh đúng ui không? Ui giời ơi. Thế bảo là boss. Ừ, thì boss mà. Yếu cái gì, điện gặp nước thì cũng bị chập thôi. Ôi, em đoán rồi, đây là cameraman đã tiêu diệt được phe bồn cầu. Còn cái người góc nhìn thứ nhất này là mình đang giơ tay kiểu good job baby. Amazing, good job em. Quá xịn xò con bò luôn này. Mỗi chân một đứa luôn. Thế quá ngầu. Phe này thắng rồi. Nhưng mà từ đã, họ nhìn thấy cái gì đấy? Quái vật bồn cầu xuất hiện, một con siêu to khổng lồ. Đúng luôn. Ồ trên đấy. Ai đây? Trên đấy phe mình. Phe mình đâu? Ông nhớ là cái con loa lúc đấy là nó bị điện giật trên đầu, nó giống như kiểu bị nhiễm rồi, nó bị biến thành quái vật rồi không? Bọn này bây giờ nó đang đứng trên bồn cầu, chắc chắn là nó đang theo phe bồn cầu. Thế á? Đi ai? Đúng rồi. Đầu nó cũng bị giật đấy. 26 Sơn La chào anh em nhá. Đây biết ngay mà. Thế chứng tỏ là bọn quái vật bồn cầu nó có thể lây nhiễm nha. Nó đổ nước bồn cầu phát là đứa đấy thành quân lính cho nó luôn. Đúng rồi, bọn này thằng nào bọn này nhân rộng thế đúng không? Nhiều thế, mấy ngày hôm nay mình thấy nhiều lắm các bạn. Đấy chưa, ui. Đấy chưa. Ui, nó như zombie á các bạn ơi. Kinh thật đấy. Bọn camera biến thành zombie tấn công đội quân của mình luôn. Đông thật, nó như bệnh truyền nhiễm á. Cứ đổ nước vào cái là giật điện xong lại thành phe đối thủ luôn. Nước bồn cầu quá nguy hiểm. Quá nhiều vi khuẩn. Ui này, phía sau cánh cửa này là gì? Là một hội bồn cầu. Đây là hội Thánh Đức Chúa Bồn Cầu. Really nigga? Thánh Đức Chúa Bồn Cầu nhá các bạn. Với... đây nè, bồn cầu này, con này là kiểu thủ lĩnh ở thủ đây. Thủ lĩnh, đúng rồi. Có vòng trên đầu như kiểu thiên thần nhưng mà trông nó như đứa đần. Đúng rồi. Nó đang truyền đạo đấy. Truyền đạo bồn cầu. Cái bồn cầu khác đấy. Truyền đạo bồn cầu và các bạn ấy muốn thì theo đạo bồn cầu thì gặp con này. Không, mình không muốn theo đạo bồn cầu đâu. Đây. Ui. Thật ra kinh khủng các bạn. Gì đấy? Mấy con này muốn họp hội đúng không? Bắt được rồi. Ôi, mấy đứa này mếu mếu luôn. Trông mặt nó đần thối các bạn. Chạy hết rồi. Bắt con này lại. Ui, nó nuốt một cameraman rồi. Nhìn thấy không? Kịp nhìn không? Thế là ác quỷ bồn cầu mà. Đúng rồi. Đội vòng thiên thần như là ác quỷ. Kìa. Cameraman đứng đằng sau. Giật nước luôn. Thế là xả nước một cái đầu trôi đi đâu mất tiêu không biết. Thế là cái bang hội này giải tán luôn. Từ đấy là không còn bang hội bồn cầu nữa. Chấm hết luôn. Ui, cái phòng toilet này lại có cái người há mồm này. Có cái người há mồm chắc chắn là sẽ có con quái vật toilet. Nhưng mà sao không thấy bồn cầu không? Đây không phải là bồn cầu mà đây là cái bồn tiểu thôi các bạn ạ. Mà chỉ dành cho nam nha các bạn. Đúng rồi. Đấy. Ba cái. Đừng bảo nó chui ra từ đây nhá. Nó chui ra từ đây thôi, từ lần sau khỏi đi ái te luôn. Ai biết gay mà. Mình đi cái ở giữa không sao. Đi cái ở giữa. Ấy, đang hát đấy. Vẫn hát như thế các bạn ạ. Có một con bài đồng ca của. Ôi, không các bạn ơi. Đứa ở giữa nó lại nhuộm tóc các bạn ạ. Đi vào giữa là có tóc xanh luôn đấy. Đúng rồi, tức là nó đến muộn một tí vì nó đang bận nhuộm tóc. Ui, tóc xanh à? Ông vừa đi bồn cầu tóc xanh. Không phải đâu. Bị nhiễm màu xanh. Không phải. Thôi đi, đây đúng rồi. Thế là hai để cùng hát. Ôi, để nó biến thành quả bộ xương. Đầu lâu luôn các bạn ạ. Ủa, thật. Đang hát xong mất thịt luôn, có một bộ xương sao ta? Các bạn có hiểu tại sao không? Anh không hiểu được. Ui, mọi người trong thành phố này đang nhìn gì đấy? Chắc chắn là con quái vật bồn cầu đã xuất hiện và đang tính xâm chiếm thành phố cả thế giới. Đúng rồi. Sao họ không chạy đi? Họ chưa thấy quái vật bồn cầu bao giờ nên họ lạ. Họ ui, con gì kia ngầu thế. Mình chưa bao giờ thấy cái bồn cầu to như thế. Chắc mang về nhà. Lắp ở nhà mình chắc tuyệt vời mặt trời luôn. Nó tạo hẳn một đế chế đội quân bồn cầu luôn. Ui dồi. Ui, nó đè lên một người ở đây này. Thì anh bảo rồi, nó đi qua. Người nào không chạy nó đè bẹp dí luôn. Đấy, hẳn một đội quân xâm chiếm thế giới luôn. Quá nguy hiểm mà bồn cầu. Ôi. Ôi rồi, giật cả mình. Ê, bên cạnh nhà mình có mấy cái bồn cầu?
Nhà mình có hai cái bồn cầu. Chết rồi, tí bọn mình phải đi kiểm tra cái bồn cầu nhà bọn mình. Nhưng bọn mình hay vệ sinh nó thì chắc không có quái vật bồn cầu đâu. Phải vệ sinh sạch sẽ không là quái vật bồn cầu xuất hiện đấy các bạn. Đúng rồi. Cái gì đấy ông? Sao lúc nãy bình thường quái vật bồn cầu nó phải có đầu bồn cầu, sao bây giờ nó thành đầu camera? Em nghĩ là đội quân cameraman đã thuần phục được một con quái vật bồn cầu. Sau đấy thì đầu tiên là tiêu diệt giật bỏ cái đầu, rồi đấy mình cấy ghép nó vào cái đầu cameraman, hiểu không? Không, anh không nghĩ thế. Anh nghĩ là đây là mấy anh cameraman này đang ngụy trang cái camera của các anh đấy vào cái bồn cầu này, để nếu mà mình đột nhập hoặc là xâm nhập vào bên trong, bọn quái vật bồn cầu nó không phát hiện ra. Nó nghĩ là đấy là đồng bọn. À, đâu? Ở đây này các bạn ơi. Mà đây, thế hình của con quái vật bồn cầu, đây giống như kiểu trụ sở của bọn quái vật bồn cầu. Đúng. Đây, đấy bên ngay mà. Bây giờ anh này sẽ dùng cái iPad, cái máy tính bảng này để nhìn bên trong. Đúng rồi, nó kết nối với cái camera trong bồn cầu đó các bạn. Đấy, và phát hiện bên trong này có một giáo sư. Giáo sư bồn cầu. Giáo sư bồn cầu, đầu hói tóc trắng. Nhưng mà mình thấy xưởng này giống như xưởng sản xuất đấy các bạn ạ, máy móc rất là to luôn á. Hay là nó chế tạo nó rất nhiều những con quái vật bồn cầu, một đội quân bồn cầu. Đúng rồi. Bọn này làm gì ấy? Họ nhìn thấy cái camera này rồi, họ phát hiện ra là có một đứa giả mạo rồi, không có cái đầu giống họ. Đây này. Đấy, gì mình đã bị tiêu diệt. Nó đập cái camera bên trong thôi chứ chưa tiêu diệt mình. Thế là cái màn hình này nhiễu không nhìn gì gì nữa rồi. Rồi xong nó đi ra rồi, thôi xong rồi. Đúng không, nó đi ra. Ôi. Ôi. Một con bồn cầu chân nhện đã tiêu diệt mình luôn. Ngu người thật, cứ tưởng ngụy trang được nhưng không các bạn, nó rất là thông minh. Đúng rồi. Bồn cầu mà có não phết đấy. Quái vật camera chân nhện. Bắn quái vật bồn cầu đang bay, sao quái vật bồn cầu bay được? Nó không có cánh sao nó bay các bạn? Lạ thật đấy. Nó bắn kìa. Và một cái cỗ máy thả những cái người cameraman xuống chỗ bồn cầu để giật nước ấy. Nhưng mà đều rơi hết xuống đất rồi. Ui, thôi xong. Ui, đang cố gắng kéo cái nút kéo lên. Xả nó đi. Hay quá. Rồi xong. Ôi, vẫn còn con khác. Ghê thật, mình sẽ bị chết thôi. Thật, tiêu diệt con này lại có con khác. Đúng rồi. Đây là cuộc chiến mãi không chấm dứt à. Quá mệt mỏi luôn. Đúng vậy, mình cảm thấy mệt mỏi lắm. Quá mệt mỏi các bạn ạ. Túm lại là những cái video này liên quan tới ba con quái vật đấy, và đặc biệt là cái con quái vật Skibidi Toilet. Một cái con quái vật là chúng ta mình biết cách tiêu diệt nó rồi, đó chính là xả nước là xong. Đúng rồi, xả nước là xong. Nhưng mà rất khó để ra đằng sau nó mà xả nước, vì nó có thể tấn công được mình mà. Thôi bọn mình dừng video tại đây thôi. Đúng rồi, chứ xem này xong rồi tối ám ảnh hoặc là tí ám ảnh không dám đi bồn cầu nữa thì chết. Và các bạn ơi, nếu các bạn thích video thì đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình làm thật nhiều video mới nhé. Và có những cái con quái vật gì mới các bạn nhớ bình luận để tụi mình xem nó có gì độc lạ Bình Dương không. Rồi, còn bây giờ bye bye. Chua quá à. Ăn vào cho kia chua.